7. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 7, Tổ Bà Tu Mật. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 231 năm. Con của ông Bà Thanh Quân và mẹ là Phất Thụy Nham, dòng Phả La Đọa ở miền Bắc nước Ấn Độ. Khi lớn lên, Ngài thích mặc quần áo trắng, đi chơi rong, thổi sáo, lúc nào tay cũng cầm cây sáo và bầu rượu. Khi Ngài đi qua thị trấn Dương Đường, gặp Tổ đang đi khất thực. Tổ thấy Ngài ăn mặc và có hành động khác với mọi người, nên Tổ gọi Ngài đến gốc cây cổ thụ để hỏi: "Ông năm nay được bao nhiêu tuổi?" Ngài trả lời: "Tuổi tôi không có, mà chỉ biết khi mẹ tôi sanh ra, tôi thấy cái gì cũng trắng, nên tôi thích mặc quần áo trắng. Còn thế giới này, cái gì cũng không thật có, nên tôi không màng đến, nên đi ngao du." Tổ bảo: "Làm trai phải hiểu phận trai, dời non lấp biển, Ngài làm được không?" Một câu nói của Tổ đánh cực mạnh vào thân trai của Ngài. Ngài liền bỏ rượu, không thổi sáo và xin theo Tổ làm người phục vụ cho Tổ. Tổ bảo: "Phục vụ thì ta không cần, ta chỉ cần ông gánh vác việc của ta." Ngài hỏi Tổ: "Gánh vác cho thầy có nặng không?" Tổ bảo: "Nặng thì không gì nặng bằng, mà nhẹ thì cũng không gì nhẹ bằng." Ngài đang suy nghĩ câu nói của Tổ, Tổ nói thêm: "Suy nghĩ mà biết là cái suy nghĩ của phàm phu, không suy nghĩ mà biết là cái biết của..." Tổ không nói, Ngài liền thêm vào: "của thánh nhân." Tổ cười và khen: "Ông đáng được làm thánh nhân." Ngài được Tổ khen nên xin theo Tổ xuất gia. Một hôm Tổ gọi Ngài: "Này ông thánh nhân, sao ông không làm việc của mình đi?" Nghe câu hỏi của Tổ làm Ngài điếc đầu, chết đứng. Bỗng thân tâm Ngài dường như bị mất và rơi vào khoảng không mênh mông vô tận. Ngài ở trong trạng thái này rất lâu. Tổ biết Ngài đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nên cứ để Ngài ở yên trong đó. Khi Ngài cử động lại, Tổ mới hỏi: "Sao ông thánh nhân không trả lời câu hỏi của ta?" Ngài liền sụp quỳ xuống khóc, cúi đầu lại Tổ và nói: "Nhờ ân đức của thầy dùng diệu thuật ngôn ngữ nên đưa con vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nên hiện giờ con đã hiểu và biết những gì mà thầy muốn chỉ dạy con." Tổ hỏi: "Ông thấy và biết những gì, hãy nói lại cho ta nghe coi." Ngài liền xuất khẩu làm bài thơ 76 câu như sau: "Thánh nhân ôi hỡi thánh nhân, danh từ hư rỗng không cần mà chi, vật lý nghe thấy mà chi, chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng thông. Thiền tông chỉ biết trong lòng, luân hồi sinh tử là ông luân hồi. Tu thiền đi đứng nằm ngồi là theo vật lý bỏ rồi cho xong. Thiền tông thầy nói lòng vòng, giúp người nhận được là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, rơi vào bể tánh hết rồi chuyển luân. Phật xưa chỉ dạy chữ dừng, hễ ai dừng được hết chân luân hồi. Thầy ôi con đã ngộ rồi, môn thiền thanh tịnh không ngồi mà an. Lệ con sao mãi cứ tràn, nhìn thầy đứng đó lệ càng tuôn rơi. Con nay đã được thảnh thơi, rơi vào bể tánh, ôi thôi con mừng. Mừng vì con đã được dừng, luân hồi sinh tử con đừng chạy theo. Tưởng rằng thiền học khó theo, chỉ cần thanh tịnh không theo thứ gì. Thiền tông thật sự diệu kỳ, rơi vào bể tánh cái chi cũng tường. Nhìn lại nhân loại đáng thương, cắm đầu mà lại xin đường thoát thân. Thì ra việc ấy không cần, chỉ cần thanh tịnh không cần việc chi. Thiền thanh trực nhận một khi, luân hồi nhiều kiếp làm chi được mình. Thầy ôi con lại và nhìn, hình Phật vĩ đại con nhìn không thôi. Bóng Phật nay đã xa rồi, pháp môn thiền học vào đời của con. Con xin thệ với núi non, pháp thiền thanh tịnh luôn còn thế gian. Nhiều người hết khổ bình an, ngộ được thiền học
là an muôn đời. Thầy ôi, con lại thầy rồi, mà sao nước lệ không rời má con? Lệ con sao cứ lăn tròn, nhưng lòng vui sướng không còn buồn chi. Thiền tông không biết nói gì, nhìn về linh thứ mà ghi trong lòng. Thưa Phật, con truyền núi sông, ai đó một lòng muốn nhận thiền tông. Con xin thệ nguyện trong lòng, truyền đi thiền học thì lòng mới vui. Truyền được thì con mới cười, đáp đền Đức Phật con vui trong lòng. Trước mặt Thầy con kính mong, xin Thầy chứng giám lòng này mới yên. Con kính trên đấng Phật Thiên, xin Ngài chấp nhận con riêng lại này. Hôm nay con được như vậy, cũng nhờ diệu thuật Thầy đây lưu truyền. Thiền tông tuyệt diệu rất thiên, xin Thầy kiểm nhận ngộ thiền của con. Con xin nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học thường còn thế gian. Nhờ thiền con được bình an, không còn luân chuyển vào an niết bàn. Ngày xưa Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Lòng từ của Phật Thích Ca dạy môn thiền học vượt qua luân hồi. Phật ơi, con đã ngộ rồi, niết bàn sanh tử con thôi không tìm. Những ai có đủ phước duyên, nhận được nguồn thiền là hết chuyển luân. Ai muốn con nói chỉ dừng, nhắc lời Phật dạy luân hồi dừng ngay. Thiền tông Đức Phật chỉ bày, không theo vật lý vào ngay niết bàn. Tâm mình đừng có lang thang, chỉ cần thanh tịnh niết bàn hiện ra. Ngày xưa Đức Phật dạy ra, nhiều người không chịu bỏ qua pháp này. May mắn có một vị thầy nhận được thiền học Phật đây lưu truyền. Hôm nay con có đại duyên rơi vào bể tánh linh thiêng vô cùng. Vào đây mới thấy lạ lùng, không có vật lý biết cùng khắp nơi. Ở trong bể tánh thảnh thơi, không sanh không tử, không đời trầm luân. Bể tánh không cần phải dừng, cứ để như vậy vì đây niết bàn. Vào được thật sự bình an, là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi. Ai vào trong ấy được rồi, muốn giúp thiên hạ ở nơi dục trần. Dục trần là của người trần, không dính không mắc góp phần dựng xây. Thiền tông là của vị thầy, được Phật truyền thiền để làm tổ sư. Tổ sư tâm phải như như, không dính không mắc tổ sư dạy thiền. Thiền tông Đức Phật dạy riêng, người có bổn phận truyền thiền mà thôi. Bình thường người muốn thiền thời, phải tìm cho được người thời mật trao. Mật trao thiền học là sao? Là thiền thanh tịnh để vào nhà xưa. Thiền tông không nói sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Khi thấy bóng phủ của màn, biết vượt qua được là an muôn đời. Thiền tông đơn giản vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp hết rồi tại đây. Con xin kính lạy ơn Thầy, nhờ Thầy diệu thuật con đây ngộ thiền. Con xin kính nguyện Phật Thiên, nguyện hứa truyền thiền thế hệ mai sau. Khi Tổ nghe bà Tu Mật ngâm trình bài kệ 76 câu, Tổ thứ 6 ấn chứng như sau: pháp môn thiền tông học này, Như Lai có huyền ký. Ông là tổ sư thiền tông đời thứ 7. Vậy, ông cùng ta chuẩn bị công việc để đến 10 ngày nữa ta truyền thiền tông lại cho ông, để nối tiếp ta nhận tổ vị thiền tông đời thứ 7. Đúng 10 ngày sau, tại thiền tông thất của tổ Di Giá Ca được chánh thức hành lễ truyền bí mật thiền tông.